nhằm khuyến khích sự sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại học Việt Đức tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 2014 với sự hỗ trợ của Đại học LASIC trong dự án Brexit Partnership và sự tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàng lâm Đức. Năm nay là năm thứ hai cuộc thi được diễn ra. Cuộc thi năm nay được tổ chức dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam có cơ hội được học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó phát triển các ý tưởng, dự án kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo, mang lại các sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh mới cho xã hội. Cuộc thi đã trải qua 2 tháng với 2 vòng thi và các khóa huấn luyện cho thí sinh liên quan đến xây dựng kế hoạch kinh doanh bài bản, các công cụ đổi mới sáng tạo. Với hơn 100 thí sinh đăng ký dự thi, ban giám khảo đã lựa chọn được 4 bản kế hoạch mang tính thực tiễn, khả thi nhất và trao những giải thưởng quan trọng của cuộc thi. Kết quả, giải nhất của cuộc thi đã được trao cho dự án đèn LED cho tàu đánh bắt cá ngừ của công ty Protech. Giải nhì thuộc về công ty Loga 3D với dự án máy và công nghệ in 3D. Và hai giải ba thuộc về công ty Minh Sơn với dự án chả cá tươi và công ty Công Sở Xanh với dự án giải pháp công nghệ cho công ty thủy sản.